Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tin tức nóng 24 giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 10 ngày nữa thôi, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Và ông Donald Trump đang đối đầu rất kịch tính, căng thẳng và đầy cam go trước bà Kamala Harris, hiện tại là Phó Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang bước vào giai đoạn nước rút với sự gay cấn chưa từng có, thu hút sự chú ý không chỉ người dân Mỹ mà cả dư luận trên thế giới. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thôi là ngày cử tri Mỹ đồng loạt đi bỏ phiếu ngày 5 tháng 11. Cuộc đua giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump hiện nay không chỉ quyết định tương lai và con đường nước Mỹ sẽ đi đến đâu về đâu trong vòng 4 năm tới, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền chính trị và kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, theo tờ báo CNN của Mỹ cho biết, cả hai ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ vẫn có tỷ lệ ngang bằng nhau khi tỷ lệ của ông Donald Trump và tỷ lệ của bà Harris là 50-50, một khoảng cách sít sao trước ngày bầu cử chính thức mùng 5 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất thì cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris tại 7 bang chiến trường, tâm điểm của cuộc đua, bao gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Cụ thể, theo tờ báo CNN của Mỹ cho biết, 50% cử tri cho rằng ông Trump là người phù hợp hơn để xử lý cuộc chiến ở Ukraine, trong khi 39% có nhận định như vậy về bà Harris. 48% người được hỏi tin rằng ông Donald Trump sẽ xử lý được vấn đề đối đầu giữa Israel và Hamas, trong khi tỷ lệ này với bà Harris là 33%. Nhiều cử tri tin rằng ông Trump có khả năng xử lý tốt hơn các vấn đề kinh tế và nhập cư, trong khi bà Harris lại được cho rằng sẽ xử lý tốt hơn vấn đề nhà ở và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy vậy, tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng trong những ngày cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Mỹ là làn gió mới của Đảng Dân Chủ và những thách thức phải vượt qua. Bất ngờ được chọn thay cho đương kim Joe Biden đã bước sang tuổi 80 với tư cách là nữ ứng cử viên da màu đầu tiên và ở tuổi 59 đang hết sức sung sức. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã mang đến một làn gió mới cho cuộc đua đang có cơ hội cao để trở thành Tổng thống thứ 47. Bà Harris được Đảng Dân Chủ đoàn kết đứng sau ủng hộ mạnh mẽ từ những nhân vật có ảnh hưởng như cựu Tổng thống Obama và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Với khả năng gây quỹ xuất sắc bất ngờ, bà Harris đã huy động được 678 triệu đô la Mỹ, gấp đôi đối thủ Donald Trump, vốn là kinh doanh, giỏi kiếm tiền, tạo ra lợi nhuận đáng kể để triển khai chiến dịch vận động. Bà Harris cũng thu hút sự chú ý, ủng hộ rộng rãi từ giới cử tri đa dạng, đặc biệt là từ cộng đồng thiểu số, phụ nữ và người nhập cư. Bà Harris luôn tỏ ra sẵn sàng và đã sớm công khai thông tin sức khỏe cá nhân, tạo ấn tượng tốt về sự minh bạch của mình. Theo báo cáo y tế mới nhất mà chiến dịch tranh cử của bà đưa ra kết luận, bà Harris có sức đề kháng về thể chất và tinh thần cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của Tổng thống Mỹ và đang trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời. Thưa quý vị, mặc dù vậy, bà Harris cũng phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn về nhiều mặt. Là Phó Tổng thống Mỹ, hiện tại bà chịu ảnh hưởng từ những hạn chế từ chính sách của chính quyền ông Joe Biden, đặc biệt là về kinh tế và đối ngoại. Việc quan tâm chứng tỏ bản thân khác với Tổng thống Biden và nhất là những nỗ lực cân bằng lập trường về các vấn đề quốc tế nhạy cảm như xung đột Israel-Palestine, Iran đang gây không ít khó khăn và phức tạp của chiến dịch của bà. Thưa quý vị, dù đã thất bại trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden năm 2020, tuy nhiên, ông Donald Trump vẫn là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng hiện nay. Ông Trump đã đem vào cuộc đua kinh nghiệm điều hành đất nước trọn một nhiệm kỳ và việc ông tập trung mạnh mẽ hơn vào các vấn đề nhập cư và an ninh biên giới đã giúp cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục thu hút sự ủng hộ của nhóm cử tri bảo thủ, vốn có nhiều lo ngại về an ninh biên giới và sợ phải chia sẻ công ăn việc làm và phúc lợi cho làn sóng người nhập cư. Thưa quý vị, việc ông Trump tranh thủ được sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk, tỷ phú công nghệ và là ông chủ mạng xã hội trực tiếp tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử ở các bang chiến trường đã đem lại cho cựu tổng thống những thuận lợi đáng kể để tiếp tục tranh thủ thu hút nhóm cử tri khác nhau. Tuy nhiên, tuổi cao 78 tuổi của ông Donald Trump cũng gây lo ngại về khả năng lãnh đạo đất nước, đặc biệt là khi ông từ chối công bố hồ sơ y tế chi tiết từ tháng 9 năm 2023. Bên cạnh đó, các cáo buộc pháp lý dai dẳng từ nhiệm kỳ trước, đặc biệt là về vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 và việc ông từ chối tham gia cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên hay không nhận trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông vốn là thế mạnh trước đây đang tạo ra những thách thức không hề nhỏ cho chiến dịch tranh cử của ông. Như đã phân tích ở trên, ngoài những tác động tích cực, việc ông Trump tỏ ý sẵn sàng để tỷ phú Elon Musk giữ một vị trí trong chính quyền nếu thắng cử đã tạo ra những lo ngại nhất định về nguy cơ khả năng liên minh Trump và Elon Musk có thể làm biến đổi cách thức hoạt động truyền thống của chính phủ Mỹ, khiến không ít người cả trong và ngoài nước Mỹ e ngại. Thưa quý vị, chiến lược vận động tranh cử hiện nay và các vấn đề nổi bật.
Trong giai đoạn nước rút hiện nay, chỉ còn 2 tuần nữa thôi, cả hai ứng cử viên tổng thống đều dành nhiều thời gian vận động tranh cử tại các bang chiến trường như Georgia, Arizona và Nevada. Ông Trump tập trung vào Arizona và Bắc Carolina, nhấn mạnh chính sách nhập cư cứng rắn của mình và hứa hẹn tạo thêm nhiều việc làm. Trong khi đó, bà Harris cũng đang hết sức tích cực vận động tranh tại các bang, đặc biệt là Bắc Carolina, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Phi sinh sống và là đối tượng cử tri có thể và cần phải tranh thủ. Thưa quý vị và các bạn, ngoài vấn đề nhập cư, kinh tế, việc làm và ứng phó với thiên tai là những chủ đề được cả bà Harris và ông Trump đề cập nhiều đáng kể sự quan tâm rộng rãi của cử tri, đặc biệt sau cơn bão Maiten tàn phá một số khu vực rộng lớn ở bang Florida, trong đó có bang chiến trường Bắc Carolina. Cách ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai đã trở thành vấn đề then chốt trong chiến dịch tranh cử đang được cả hai ứng cử viên tập trung khai thác. Về truyền thông, cả hai ứng cử viên đều tích cực sử dụng mạng xã hội để tiếp cận cử tri, đặc biệt là giới trẻ. Bà Harris đang tận dụng các nền tảng như TikTok và Instagram để chia sẻ những thông tin và cả những khoảnh khắc hậu trường của chiến dịch. Còn ông Trump vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của mình trên nền tảng xã hội Facebook và Twitter do tỷ phú Elon Musk làm chủ. Thưa quý vị, an ninh cũng là một vấn đề đáng lo ngại nổi lên trong chiến dịch tranh cử hiện nay. Việc ứng cử viên ông Trump đã hai lần bị ám sát hụt và mới đây, một người đàn ông mang theo vũ khí đã bị bắt giữ khi đang có mặt tại gần một cuộc meeting của cựu tổng thống, càng cho thấy độ nóng của chiến dịch tranh cử năm nay và mức độ phân cực trong xã hội Mỹ hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, bầu cử tổng thống Mỹ luôn không chỉ quan trọng đối với người Mỹ mà còn tác động sâu rộng đến cả thế giới. Ngược lại, những diễn biến trên thế giới ngày càng ảnh hưởng trực tiếp và mức độ ngày càng cao đến cơ hội chiến thắng của mỗi ứng cử viên. Cuộc bầu cử năm nay đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình hình quốc tế phức tạp và nóng bỏng ở nhiều nơi hiện nay. Các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông không chỉ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại mà còn tác động gián tiếp đến nền kinh tế Mỹ thông qua giá dầu và lạm phát. Cách mà mỗi ứng cử viên đề xuất giải quyết những vấn đề này là chìa khóa để thu hút sự ủng hộ cử tri và hãy cùng chờ đến ngày 5 tháng 11 để xem người Mỹ đánh giá thế nào về mỗi ứng cử viên. Hiện tại, Phó Tổng thống Harris gặp nhiều khó khăn hơn ông Trump khi vẫn đang phải nỗ lực cùng Tổng thống Joe Biden xử lý các vấn đề quốc tế rất phức tạp nói trên, trong khi về nguyên tắc lại không làm mất lòng bất kỳ phía nào trong cuộc xung đột này. Nhưng với việc khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Israel để chiều lòng các nhóm siêu vận động hành lang Do Thái ở ngay trong lòng nước Mỹ, bà Harris đã phải đánh đổi bằng sự mất mát nhất định sự ủng hộ của người cộng đồng Ả Rập Palestine cũng như giới trẻ, nhất là sinh viên và trí thức da trắng. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá chung, những nhà phân tích và dư luận trên thế giới cho biết người thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 có thể sẽ được định đoạt bởi kết quả tại 7 bang chiến trường, trong đó có những bang phải thắng dù với chênh lệch về phiếu phổ thông và chỉ vài ngàn cử tri. Khả năng huy động, tranh thủ số cử tri của mỗi cử viên, nhất là khối cử tri độc lập và những người còn chưa quyết định sẽ có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là tại các bang chiến trường như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Nhiều chuyên gia cho rằng những ngày cuối cùng của chiến dịch đặc biệt sẽ cực kỳ quan trọng cho ông Donald Trump cũng như bà Harris, bởi vì chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ chính thức diễn ra và hai đối thủ vẫn đang 50-50 trên mọi hành trình. Trên tất cả các yếu tố như tình hình kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát cũng như vấn đề nhập cư bất hợp pháp sẽ là vai trò quan trọng trong việc quyết định bỏ phiếu của cử tri. Trong đó, mỗi ứng cử viên Tổng thống đều giải quyết những vấn đề này là chìa khóa thu hút sự ủng hộ. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay 2024 đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất, giai đoạn nước rút, hết sức kịch tính và gay cấn. Đây không chỉ là cuộc đua giữa hai cá nhân mà còn sự đối đầu tầm nhìn khác biệt về tương lai nước Mỹ, ít nhất là trong 4 năm tới. Dù ai thắng cử, kết quả cuộc bầu cử này chắc chắn sẽ có nhiều tác động sâu rộng không chỉ đối với nước Mỹ mà còn cả thế giới. Ngoài việc định hình chính sách và con đường nước Mỹ đã đi, kết quả bầu cử lần này sẽ tác động đến các vị thế và vai trò của nước Mỹ trên trường quốc tế trong những năm tới cũng như việc định hình trật tự thế giới trong tương lai. Và tất cả những thông tin trên, ban biên tập chúng tôi sẽ liên tục update cập nhật cho quý vị và các bản tin tiếp theo. Bản tin hôm nay do thời lượng có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.